chắc chắn anh ta đang theo làm những việc này bây giờ anh ấy bắt đầu bị EU sang nhà gì Mỹ cái số giá của PRP vô trong mà trong chính phi lúc đó anh ấy bù bao mi bao mà các cái ở quê của phe gì lại được chia nhà chết thâu tiền lại đó mà nhưng mà anh ấy mà democracy này lưu quyền như tại quê của Mỹ cái lúc đó cả quân như này bao mà các cái ở quê của phe gì cái đó mà Michigan bên này Republican lúc đó mà bên hồ sơ này Minnesota bên này Democrat lúc đó mà Patty McConnell cái ưu sáng mà chế bảo đấy lúc sau là hai nè lo Mỹ cái nhân gia đưa ra bổ mưu gì tạo ra đồng minh với Mỹ cả VOA này interview mà biểu trả thà vào đấy.